Cái này người ta gọi là nho. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung Nguyễn Phít Sinh. Trong video ngày hôm nay, mình hướng dẫn các bạn tóm chùm nho dây siêu bền để đi câu cá thiên nhiên nha các bạn. Nhân dịp sắp tới thì mình cũng sắp sửa đi câu cá thiên nhiên. Thì hôm nay mình nhân tiện mình tóm chùm nho đi câu cá thiên nhiên thì mình hướng dẫn cho các bạn làm luôn nha. Chùm nho này chúng ta có thể là câu cá cha, cá chim được luôn nha các bạn. Đây, chùm nho đây. Rồi, dụng cụ hôm nay của chúng ta như sau. Thứ nhất là chúng ta mua dây siêu bền số 10 nha các bạn nha. Thì hướng dẫn hôm nay mình xài dây số 10 để mình hướng dẫn các bạn tóm cho nó dễ. Còn bạn nào có thể xài dây nhỏ hơn số 8 hoặc số 7 đều được nha các bạn nha. Đây, dây để các bạn nha. Rồi. Rồi tiếp đến là sẽ xài lưỡi câu chino số 10 nha các bạn. Lưỡi câu chino được của Hàn Quốc nha các bạn nha. Một hộp này các bạn nha. Rồi. Tiếp tục, chúng ta có một cây kéo và cây kìm và cái bình rửa cho các bạn nha. Hộp quẹt ha. Rồi. Rồi, bước đầu tiên chúng ta sẽ đo cái khoảng dây 60 phân nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ gấp làm 3. Đây là 1. Hai. Và 3. Rồi. Để cắt 60 phân một đoạn. Chúng ta sẽ cắt cái đầu này. Rồi chúng ta sẽ thắt lốt một cái đầu này nha các bạn. Rồi, thắt hở tí chúng ta sẽ tháo ra nha các bạn nha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ tách làm 3 sợi dây nha các bạn. Đó. Rồi. Các bạn nhìn nha. Bây giờ mình chỉ cầm cái tay mình xe cái ở trên này thôi. Đó. Rồi, các bạn nhìn kỹ nè. Mình để 3 cái dây cho 3 hướng khác nhau. Và bắt đầu chúng ta xe. Vừa xe chúng ta vừa rút nhẹ lên nha các bạn nha. Đó. Vừa xe ta vừa rút nhẹ lên. Đó, các bạn thấy 3 sợi dây khác nhau, nó đi 3 hướng khác nhau nha. Rồi chúng ta cứ thế chúng ta xe cho hết cái dây này. Nhớ nha các bạn, vừa xe vừa rút nhẹ cái dây lên. Rồi, sau đó chúng ta sẽ gấp đôi lại. Chúng ta sẽ gấp đôi lại. Chúng ta rút lên thẳng này nha các bạn nha. Rồi. Lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cắt cái dây siêu bền này 30 phân. Khoảng 30 phân nha các bạn nha. Chúng ta đặt vào đây, chúng ta tóm như lưỡi câu bình thường nha các bạn nha. Đây, mình đặt vào đây. Rồi. Sau đó chúng ta quấn. Chúng ta quấn này là 10 vòng nha các bạn nhé. Rồi. 1 2 3. Chúng ta quấn xuống nha các bạn nha, đừng quấn lên nha. 4 5 6 7 8 9 10 nha các bạn. Nhớ quấn xuống nha các bạn nhé. Rồi, sau đó chúng ta rút lên. Rồi, chúng ta sẽ rút thật chặt hai cái dây này. Rồi, chúng ta cần cái kìm để giữ cái này lại, cái dây này nha các bạn. Rồi, sau đó chúng ta rút chặt cái này. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ cắt cái phần dư thừa này đi. Rồi cái đoạn này nó hở này chút xíu thì chúng ta sẽ lấy hộp quẹt, chúng ta sẽ đốt nó đi. Rồi đốt nó đi cho nó khỏi tụt ra nha các bạn nha. Rồi. Đó.
Rồi sau đó chúng ta sẽ tháo cái nút này ra. Còn bạn nào làm biến tháo thì chúng ta cắt luôn. Rồi lúc nãy chúng ta xe vào thì bây giờ chúng ta phải tháo ra nha các bạn nha. Chúng ta tháo ra. Tháo ra. Rồi, chúng ta tháo rời giống như vậy nha các bạn nha. Rồi, tháo rời giống như là bình thường nha các bạn nhé. Rồi. Bên này cũng vậy luôn. Như các bạn nhớ để tay nào của bên nào thì chúng ta sẽ để y chang bên đó, đừng có để lộn. Đó. Ok. Đó. Rồi, công đoạn này cũng rất là quan trọng, các bạn để ý nhìn kỹ mình nha. Rồi. Ok, khi chúng ta căn chỉnh chỗ này rồi, vừa đẹp rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tách cái này ra. Các bạn nhìn nha. Rồi chúng ta gặp nó lại. Các bạn thấy không? Đó. Nè. Đặt ra gặp vô. Rồi. Sau đó chúng ta lòn qua, chúng ta móc qua. Rồi, 1 2 3, mình quay chậm cho các bạn xem nha. 1 2 3 nha các bạn. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ xỏ vào cái nỗ đây các bạn nha. Nè. Đây nhá. Cái đuôi này này, cái đuôi chúng ta cột này, chúng ta xỏ vào cái nỗ hở mà chúng ta mới lòn qua đó. À, rồi. Đó. Ok. Rồi, chúng ta vuốt cho nó đều đều nha các bạn nha. Rồi vuốt cho đều. Rồi, xong ta sau đó chúng ta cầm hai dây ta kéo lại bình thường. Kéo nhẹ nhẹ nha các bạn nha. Rồi. Kéo nhẹ nhẹ thôi. Tiếp tục. Rồi chúng ta vuốt cho nó đều đều, xong chúng ta lại kéo một cái. Rồi tới cái khúc cuối cùng chúng ta giật mạnh một cái, cực một cái. Rồi. Đó. Thì chúng ta sẽ làm gì nè. Đó. Rồi bạn nào mà kỹ hơn thì các bạn sẽ rút từng sợi này. 1. Cầm ngay cái cuốc này. 2. 3. Rồi. Tiếp tục bên này cũng vậy. Các bạn biết tại sao phải rút như vậy không? Rút như vậy thì lúc con cá nó ăn nó cái sợi nó không có sợi ngắn, sợi dài nha các bạn. Nó ngắn nó dài đó. 1. 2. 3. Bạn nào muốn chắc cú thì bạn thấy kỳ mà rút mạnh một cái. Rồi. Ok. Rồi. Vậy chúng ta đã được một cái đai chụp nho vậy. Các bạn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ lấy cái hộp lưỡi câu. Ở đây chúng ta sẽ làm cữ nha các bạn. Lưỡi này lưỡi Chiru Hàn Quốc nha các bạn nha. Rồi, số 10. Rồi. Ở đây mình sẽ lấy cái cữ là cái này ha. Tới đây. Ok. Rồi, chúng ta bẻ gập lấy dấu. Rồi. Đó, chúng ta đi giấu cho các bạn. Rồi. Ok, chúng ta giấu xong thì bắt đầu chúng ta sẽ lấy lưỡi câu. Ở đây. Lưỡi câu. Chúng ta đặt ở cái mí này nó bằng cái lưỡi câu, đít lưỡi câu rồi nha. Các bạn đặt đều và chúng ta sẽ quấn đuôi lưỡi câu làm 6 vòng. Ha, rồi các bạn nhìn nha, bây giờ mình gấp đặt đều đi nha. Nè, rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn ở đây. Rồi các bạn nhìn nha, cái này chúng ta sẽ quấn từ dưới lên trên. 1 2 3 4 5 6. Rồi các bạn lưu ý nha, tất cả cái đuôi này đều quấn 6 vòng hết nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta xỏ vào cái dây dư này, xỏ vào cái nỗ như các bạn nhiều nè, nhìn nè, đó. Rồi rút lên. Đó. Một em. Đó. Rồi. Và cứ tiếp tục như vậy. Chúng ta sẽ quấn lưỡi câu. Nhớ nha các bạn này, cái đuôi này bằng cái đuôi lưỡi câu. Đó. Rồi chúng ta giữ ở đây, chúng ta quấn 6 vòng. 1
3 4 5 6 rồi, rồi giữ đây và chúng ta lại xóa tiếp vào đây. Rồi, nó được hai lưỡi các bạn nhé, bằng nhau này, thấy không? Tất cả cữ chúng ta nó sẽ bằng nhau. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mình sẽ làm chậm lại cho các bạn xem. Các bạn nào mà chưa nhìn kỹ thì các bạn nhìn kỹ nha. Đây, đầu tiên lấy cái gấu gấp vào cái đuôi thẳng lưỡi câu. Thứ hai, nắm cái đuôi này. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ quấn. Chúng ta cầm cái dây đuôi này, chúng ta quấn 6 vòng. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Rồi, sau đó chúng ta xỏ vào cái lỗ này. Ok. Rồi chúng ta rút cái dây trên lên. Rồi, giật mạnh cái. Các bạn nhớ lưỡi câu này thì phải để trong lòng móng tay này nha, đừng có cầm này nó gặp nó móc vào cái tay nha, vào tay đó. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái chùm nho khi chúng ta tóm lấy câu nha các bạn. Rồi, tới cùng đoạn tiếp là chúng ta sẽ giật cái dây này cho nó thật đều với nhau. Các bạn lấy ba cái lưới bên này với ba cái lưới bên này móc vào với nhau này. Rồi, chúng ta sau đó chúng ta giật, giật mạnh một phát để cho nó cứng luôn cái lưới câu luôn. Đó, rồi. Tiếp tục chúng ta chỉ cần cắt cái đuôi dư thừa này đi. Rồi tiếp tục chúng ta ở đây nha, dây siêu bền các bạn nhớ lưu ý nha. Dây siêu bền thì khúc này chúng ta phải đốt lên cái đuôi này cho nó cứng luôn. Đó. Rồi. Khi các bạn câu dây siêu bền thì các bạn không sợ cá chim nó cắn nha các bạn nha. Nó rất là chắc. Hôm nay hướng dẫn thì mình đang tóm dây số 10. Tại vì mình tóm dây lớn này cho các bạn nhìn nó dễ nha các bạn nha. Còn các bạn có thể làm dây nhỏ hơn số 8 cũng được. Các bạn nhớ hơi cái đứt dây này nha các bạn nè. Để cho nó không bị tè ra, tụt như các bạn.
Rồi, vậy là chúng ta có một cái chùm nho câu cá sông nha các bạn nha. Câu cá tra, cá chim, cá cũng đều được hết nha các bạn. Rồi, đây. Đó, rất là đẹp. Đó. Ok.